xin chào bạn <laughs> chào mừng các bạn trở lại kênh youtube mình hôm nay thì mình sẽ bàn tới các bạn một cái chủ đề khi mà chúng ta sử dụng đăng nhập tiktok thì nó bị là bạn truy cập sử dụng dịch vụ của chúng tôi quá thường xuyên <laughs> vậy thì làm sao để chúng ta có thể giải quyết được vấn đề này đó thì đầu tiên trên máy tính thì chúng ta sẽ cần phải uh, uh, lấy cho mình cái id nhá ở đây là chúng ta sử dụng điện đoạn thì không được thì chúng ta cần phải thay đổi cái cái, cái cái cách đăng nhập chúng ta sẽ sử, sử dụng id để mà sử, các bạn có thể sử dụng được id ấy. thì các bạn sẽ vào cái nick của chúng ta và chúng ta lấy, lấy cái id bây giờ mình nói giả sử như cái nick này đây chính là cái id của chúng ta các bạn sao chép cái id này sau khi xong thì chúng ta sẽ đăng nhập lại thôi các bạn không nếu như chúng ta không sao chép được thì chúng ta ghi viết đúng là cái id như thế này nhé ở đây thì mình đang số ra, đó, mình sẽ ấn vào tôi, mình sẽ ấn vào đăng ký. Bây giờ các bạn muốn đăng nhập thì chúng ta sẽ ấn vào thêm tài khoản hiện có này. Chúng ta sẽ ấn vào số điện thoại, email, tiktok, id. Các bạn không không sử dụng được bằng cách đăng nhập bằng số điện thoại thì chúng ta sẽ ấn vào bằng cách email và tiktok id các bạn sẽ <laughs> ghi sang bên này là cái id mà lúc nãy chúng ta sao chép sau đó chúng ta ấn mật khẩu ra nhé ở đây thì mình sẽ không có ấn mật khẩu bởi vì cái này là cái quyền riêng tư của mình đó thì uh, sau khi ấn mật khẩu chúng ta sẽ đăng nhập lại nha các bạn nhé ok thì video mình chia sẻ đây thôi à, các bạn có thắc mắc gì các bạn có liên hệ bên mình bên mình có làm về giá khảo lý nhé xin chào lại các bạn trong các clip sau